Hehenie lần đầu chia sẻ về lá thư không bao giờ nhận được hồi âm. Thưa quý vị và các bạn, Hehenie tự nhận mình không giỏi trong việc diễn đạt bằng tiếng Việt, nhưng thật sự thì cách cô dẫn dắt người nghe đến những miền ký ức xưa cũ vẫn khiến người ta không nỡ rời đi cũng không muốn bỏ đi. Lắng nghe bức thư của Hehenie và những tâm sự của cô, ta tưởng mình như đang bước chân vào thế giới của những tựa sách như Khu vườn mùa hạ hay Mùa thu của cây dương từ tác giả Nhật Bản Iumoto Kazumi. Đó là những câu chuyện khiến bạn tin rằng những điều giản dị đẹp đẽ vẫn luôn tồn tại như một liều thuốc thanh lọc tâm hồn. Chúng giữ con người ta tránh khỏi những bão giông của cuộc đời để hướng đến những điều bình yên, lạc quan và ngập tràn hy vọng. Hehenie là một Hehenie mà khán giả biết đến, một cô hậu tóc tém da ngăm cùng sự giản dị đến chân thành. Hehenie tự nhận mình không giỏi trong việc diễn đạt bằng tiếng Việt, nhưng thật sự thì cách cô dẫn dắt người nghe đến những miền ký ức xưa cũ vẫn khiến người nghe không nỡ rời đi, cũng không muốn bỏ đi. Điều đó khiến người ta không khỏi tự hỏi, sống trong thế giới giải trí đầy khắc nghiệt và cũng lắm cám dỗ, điều gì giữ Hehenie vẫn đơn thuần là một viên ngọc đen, không lẫn tạp chất? Một phần câu trả lời có lẽ nằm trong bức thư của Hehenie, đơn giản vì có sự tồn tại của một người như thế, người không ăn cá nhưng vẫn thường xuyên dắt Hehenie đi câu cá vì cô thích, người đã từng chứng kiến Hehenie bị thương khi ngã nhưng vẫn không cho cô khỏi bỏ cuộc mà phải gắng tập đi xe đạp bằng được. Hơn tất cả, người đã kể cho Hehenie nghe thế giới ngoài kia rộng lớn đến thế nào, xinh đẹp ra sao, dù chẳng bao giờ bước chân ra khỏi làng mình. Người đó là ông của Hehenie. Tuổi thơ thiếu thốn nhưng tinh nghịch và tràn chứa hạnh phúc. Tuổi thơ của Hehenie thực sự là một quãng thời gian tuyệt vời mà mọi đứa trẻ đều xứng đáng được trải nghiệm. Đó là những năm tháng tuy còn nhiều thiếu thốn, nhưng điều dư giả chính là tình yêu thương vô bờ và những bài học chẳng thể nào có được từ sách vở. Nhà Hehen có nhiều anh chị em, nhưng chẳng hiểu sao người được ông yêu nhất lại là cô. Cô bé Hehen lúc bấy giờ đôi khi cũng thắc mắc điều ấy, nhưng lại không dám lên tiếng hỏi vì sợ hỏi rồi ông sẽ không thương mình nữa. Hehen hồi đó nhỏ cứ quấn quýt lấy ông. Hehen thích câu cá, ông sẵn sàng dắt cô đi. Dù người ta bảo dẫn con gái đi sẽ chẳng câu được cá, và dù ông chẳng thích ăn cá sông tí nào, Hehenie thích ăn sầu riêng. Nửa đêm nghe tiếng sầu riêng rụng, ông lặng lẽ ra nhặt vào rồi để đấy, không mang bán cũng chẳng cho ai ăn, đợi Hehen đi học về rồi gọi cô đến. Lễ Tết, gia đình người ta lì xì tiền cho con cháu, ông Hehen chơi độc hơn, lì xì xoài, vì đơn giản ông biết cháu mình thích ăn xoài nhất. Có một lần, Hehen nghịch đứt tay và được ông chữa trị bằng cách dùng keo dán sắt dán vào tay. Chuyện thật tưởng như đùa này đến tận bây giờ vẫn là một bí mật của riêng hai ông cháu. Những kỷ niệm cứ thế tuôn ra như một đoạn phim dù được cắt ghép vụng về, không trình tự nhưng vẫn cuốn hút người xem đến say sưa. Tất cả được Hehen kể bằng ánh mắt sáng ngời tràn chứa niềm vui và tự hào. Có lúc cô ngại ngùng, chắc là mọi người sẽ cười ông và tôi quá. Nhưng cũng có lúc Hehen bồi hồi, tôi luôn thích nhớ những hình ảnh ngày xưa bởi vì tôi luôn cảm thấy ngày xưa tôi rất hạnh phúc. Khi ở với ông luôn tạo điều kiện để tôi trở thành một cô gái mạnh mẽ. Lần đầu Hehen tập đi xe đạp, cô té ngã, chân tay chảy xước, nhưng ông chẳng hề nao núng. Ông giục Hehen đứng dậy, can đảm bắt đầu thêm một lần nữa. Năm Hehen học lớp 7, ông để cô đèo mình qua mấy chục cây số đường rừng trên chiếc xe máy. Khoảng cách thì xa, đường thì khó đi, và Hehen thì chỉ mới tập tành chạy. Khi ở với ông luôn tạo điều kiện để tôi trở thành một cô gái mạnh mẽ, Hehen tâm sự. Trong nhà, ông là người kể cho Hehen nghe những chuyện về cuộc sống ở ngoài làng thế này thế kia, rất thịnh vượng dù thực tế ông có đi bao giờ đâu. Mãi sau này cô mới biết, ông xem tivi rồi kể cô nghe. Hồi đó, hai ông cháu thích xem bóng chuyền, nhìn vận động viên bóng chuyền Kim Huệ, ông khen đẹp và giỏi. Ông bảo sau này Hehen sẽ giống chị ấy. Dù lúc đó Hehen đen nhẻm và vẫn còn bé tí, nhưng ông tin cháu mình sẽ làm được. Con người ông, niềm tin của ông và tất cả những gì ông làm đã khiến Hehen trở thành cô của ngày hôm nay, luôn suy nghĩ tích cực và vô cùng lạc quan trong mọi chuyện, bởi vì người ta làm được thì mình cũng làm được. Tiếc là khi Hehenie làm được, ông lại không thể chứng kiến điều ấy. Trong cuộc đời mình, Hehen thừa nhận một điều khiến cô ân hận nhất chính là không thể nhìn thấy ông lần cuối. Đối với em, người chết hay người sống được nhìn thấy nhau một lần cuối sẽ đỡ nhớ và cảm thấy tự trách mình. Hehen luôn tự trách, giá như lúc đó cô không đi học mà ở nhà,
Giá như cô kiên trì hơn, cố gắng hơn khi chăm sóc ông, thì có lẽ ông đã có thể sống thêm vài năm nữa. Cuộc đời sẽ đẹp biết bao nếu không có hai chữ giá như. Những điều đã qua không thể níu giữ, và con người ta chỉ có thể chọn lựa những việc mắc kẹt trong quá khứ hay gác lại để tiến về tương lai. Với Hờ Henie, cô chọn vế thứ hai. Xa ông, con gửi lại tháng năm bình yên ấy, để lại mạnh mẽ là một chiến binh chiến đấu cho ước mơ, đam mê của mình. Con không được yếu đuối dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đi qua những hạnh phúc thăng trầm, trưởng thành từng ngày từ những điều tưởng như nhỏ nhặt, Hờ Hen hôm nay dù không có ông ở bên vẫn mạnh mẽ tự tin tiến về phía trước. Bởi vì người ta làm được thì mình cũng làm được. Và vì chắc chắn ông vẫn luôn đồng hành và dõi theo Hờ Hen trên mỗi hành trình cô đi theo một cách kỳ diệu nào đó. Hoa hậu Hờ Hen Nie từ một cô gái chân đất làm nên kỳ tích. Từ một cô gái chân đất, Hờ Hen Nie đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, làm nên kỳ tích và trở thành niềm tự hào của gia đình, người dân địa phương. Đó chính là những lời nhận xét của ông Đặng Văn Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Xuê, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk khi nói về Hoa hậu Hờ Hen Nie, đại diện Việt Nam lọt top 5 chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Ông Hoan cho biết, Hờ Hen Nie là cô gái người Ede sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông tại Buôn Sút Mơ Đưng, xã Cư Xê. Tuy nhiên, Hờ Hen đầy nghị lực vượt qua nhiều rào cản để thực hiện ước mơ trong các cuộc thi sắc đẹp. Khác với nhiều cô gái, học hết cấp 3, Hờ Hen từ chối lời đề nghị lập gia đình của người thân, tiếp tục theo đuổi con đường học tập và thực hiện hóa ước mơ. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Theo ông Hoan, trong suốt thời gian Hờ Hen tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2018, người dân và chính quyền địa phương luôn theo dõi từng bước đi của cô thông qua các kênh thông tin. Ông Hoan nói, trong quá trình thi đấu, Hờ Hen luôn thể hiện là một cô gái mộc mạc, giản dị, đi vào lòng người bằng cách ứng xử vô cùng thân thực. Dù dừng lại ở top 5, nhưng Hờ Hen giống như một kỳ tích từ một cô gái chân đất đi đến vinh quang. Cô là niềm tự hào của gia đình và toàn thể người dân địa phương. Bằng nỗ lực vươn lên chính mình, Hờ Hen đã trở thành tấm gương để các thế hệ trẻ, đặc biệt là thanh niên người dân tộc thiểu số học hỏi, noi theo và ngày càng vươn lên trong cuộc sống. Được biết, sau khi đăng quang, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Hờ Hen Nie đã nhiều lần về địa phương để làm công tác từ thiện, trao nhiều suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại địa phương với mong muốn các em học sinh ngày càng phấn đấu vươn lên. Đáng nói, dù là người của công chúng, công việc rất bận rộn nhưng Hờ Hen không quên hoàn thành nhiệm vụ của một người con, người em, người chị trong gia đình. Đó cũng là chia sẻ của em gái Hờ Hen Nie, chị Hờ Min. Chị Hờ Min cho biết, từ nhỏ đến nay, Hờ Hen luôn là người con hiếu thảo trong gia đình. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và mỗi khi có dịp về thăm nhà, Hờ Hen lại tất tả phụ giúp bố mẹ việc quét dọn bếp núc. Không chỉ ân cần hỏi thăm người thân mà còn thân thiện, vui vẻ với tất cả người dân trong buôn làng. Đối với các anh chị em trong gia đình, Hờ Hen luôn động viên mọi người không được nản lòng trước khó khăn mà phải cố gắng vươn lên. Bản thân tôi cảm thấy rất tự hào về người chị của mình, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn trở ngại, nhưng chị Hờ Hen luôn mạnh mẽ vượt qua và chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Khi biết chị Hờ Hen lọt vào top 5, mọi người ai cũng hãnh diện phấn khởi. Ban đầu, mọi người chỉ hy vọng chị ấy vào top 20 là đã xuất sắc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.